Cơn ác mộng của xạ thủ trên trực thăng UH-1 ở chiến trường Việt Nam. Ở vị trí xạ thủ súng máy trên trực thăng UH-1 tham gia chiến tranh Việt Nam, nhiều lính Mỹ đã được chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường và chính bản thân họ luôn ở trong tình thế cận kề cái chết, đối diện vô vàn nguy hiểm. UH-1 là dòng trực thăng quân sự phổ biến nhất trong chiến tranh Việt Nam. Trên trực thăng này có một vị trí rất đặc biệt được xem là nguy hiểm nhất, luôn cận kề cái chết mỗi khi máy bay cất cánh, tham chiến, vị trí xạ thủ súng máy. Mỗi một trực thăng UH-1 thường được biên chế 2 xạ thủ súng máy với nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, vừa là cung cấp thông tin về vị trí, vật cản xung quanh trực thăng cho kíp lái. Đây được coi là một trong những vị trí nguy hiểm bậc nhất đối với binh lính Mỹ khi tham gia chiến trường Việt Nam, bởi nguy cơ bị loại khỏi vòng chiến lên tới hơn 60%. Trong những pha đánh khẩn cấp khi trực thăng trúng đạn, xạ thủ súng máy cũng là vị trí có nguy cơ tử nạn cao nhất bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, ở vị trí này, lính Mỹ sẽ được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam hơn bất kỳ ai và những nỗi đau mà cuộc chiến này đang mang lại cho họ. Đối với họ, mỗi ngày bay trên những chiếc trực thăng UH-1 là gần như là ngày cuối cùng và họ hoàn toàn không thể biết được liệu mình có thể trở về nhà sau mỗi phi vụ. Điều này một phần nào đó nói lên được điểm yếu của dòng trực thăng UH-1 và nó hoàn toàn không phải là một lựa chọn tốt trên chiến trường. Một chiếc UH-1 khi cất và hạ cánh trong vùng chiến sự sẽ phải hứng chịu nhiều hỏa lực mặt đất nhất, không chỉ ở vị trí xạ thủ súng máy mà còn cả ở khoang lái. Vị trí xạ thủ súng máy trên UH-1 không hề ngầu như trong các bộ phim của Hollywood, mà đó là vị trí sinh tử mà bất cứ lính Mỹ nào cũng không muốn ngồi xuống. Và trong mỗi phi vụ, xạ thủ súng máy UH-1 vừa là khán giả vừa là diễn viên chính trong bộ phim về chính mình. Xạ thủ súng máy Hồng cùng khẩu súng máy M60 bên hông chiếc trực thăng số hiệu Yankee Papa 13 trên bầu trời Đà Nẵng, ảnh chụp tháng 3 năm 1965. Và đến cuối cuộc chiến, người Mỹ mất hơn 3.000 chiếc UH-1 tại chiến trường Việt Nam và kéo theo đó là trăm tay xạ thủ súng máy trên các chiếc máy bay của mình. Trực thăng UH-1 của Không quân Hải quân Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.